Chỉ còn khoảng 2 tháng các em học sinh lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi quan trọng. Theo Bộ Giáo dục, lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2023 sẽ được tổ chức vào tuần cuối của tháng 6 năm nay, sớm hơn khoảng 2 tuần so với năm 2022. Dưới đây là các mốc thời gian chuẩn bị, lịch thi tốt nghiệp và thời gian công bố điểm thi dành cho các em học sinh cũng như các bậc phụ huynh đang có con em học tại lớp 12. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chi tiết lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2023 vào cuối tháng 6. Thời gian đăng ký thi, công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2023 được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30 tháng 6. Trong đó ngày 27 tháng 6 năm 2023 là ngày làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2023. Tổ chức coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào hai ngày 28 và 29 tháng 6 năm 2023. Ngày 30 tháng 6 là ngày thi dự phòng các mốc thời gian chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2023 như sau. Bộ Giáo dục và Đào tạo tập huấn quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi cho các sở giáo dục và đào tạo hoàn thành chậm nhất ngày 18 tháng 4. Các sở giáo dục và đào tạo tổ chức tập huấn quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi cho các cán bộ làm công tác thi hoàn thành chậm nhất vào ngày 23 tháng 4. Tổ chức cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 4. Tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 chính thức đăng ký dự thi trực tuyến từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5 tổ chức cho thí sinh tự do đăng ký dự thi trực tiếp, nhận phiếu đăng ký dự thi, nhập dữ liệu của thí sinh vào hệ thống quản lý thi từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5. Tổ chức coi thi trong các ngày 28, 29 và 30 tháng 6, công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 18 tháng 7. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2023 tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ, một bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn thi thành phần vật lý, hóa học, sinh học, một bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn thi thành phần lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Đối với các thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông hoặc các môn thi thành phần lịch sử, địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông được coi là một dấu mốc trong cuộc đời mỗi người, do đó xin được gửi những lời chúc tốt đẹp tới các sĩ tử áo trắng, chúc cho các bạn có một sức khỏe tốt, một tinh thần thép và hoàn thành bài thi tốt, đỗ vào ngôi trường mơ ước.